Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Đoàn giám sát Quốc hội giám sát việc thực hiện chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế tại Hưng Yên. Mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp sau một năm thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường song hành thuộc dự án đường vành đai 4. Trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao ở cả 3 tiêu chí. Ngày 8 tháng 3, đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn có cuộc giám sát tại tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau 2 năm thực hiện nghị quyết số 43 với 4 nhóm giải pháp chủ yếu, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội, biến nguy thành cơ, đưa kinh tế xã hội của tỉnh chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi khá nhanh, toàn diện. Kinh tế vĩ mô cơ bản được duy trì ổn định, đạt nhiều thành tựu toàn diện và ấn tượng. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,67%, năm 2023 đạt 10,05%, đứng vững trong top 10 cả nước. Việc triển khai các chính sách tài khóa góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2022, tỉnh Hưng Yên giải ngân đạt trên 200%. Năm 2023 đạt gần 130% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023 đạt kỷ lục gần 69.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Thu ngân sách năm 2022 đạt trên 51.000 tỷ đồng. Năm 2023 đạt trên 32.000 tỷ đồng, vượt dự toán được giao và nằm trong top 10 cả nước. Thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 2 năm đạt gần 4.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu chỉ còn 0,86%, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 2,25%, hỗ trợ gần 650 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Hai dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đang được triển khai. Dự án quan trọng quốc gia đường vành đai 4 cũng được tỉnh tích cực triển khai. Đến nay đã bàn giao được 85% mặt bằng và đang thi công đường song hành đoạn qua địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, tỉnh Hưng Yên kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho tỉnh Hưng Yên được tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng hạ tầng tại khu đất tái bố trí cho các doanh nghiệp nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4. Đồng thời, đồng ý cho tỉnh bổ sung hạng mục thu hồi đất nêu trên vào trong dự án thành phần 1.2. Chúng tôi đang khó khăn nhất, đang mắc nhất đó là tái định cư cho doanh nghiệp. Những doanh nghiệp người ta đang hoạt động tốt mà sử dụng rất nhiều lao động thì đương nhiên là phải tái định cư cho người ta rồi. Tái định cư ở đây là phải ít nhất là phải có mặt bằng chứ không phải cho người ta đi chuyển nhượng nữa. Đây là chúng tôi không phải là tiếp nhận dự án đầu tư, không phải đi thu đầu tư mà chúng tôi phải giải phóng và tôi phải bồi thường. Nhưng mà luật chưa có, hỏi thì luật Bộ Tài nguyên mở cái này chưa có. Rất thà thiết làm sao để Quốc hội đồng ý cho tỉnh Hưng Yên thực hiện thu hồi đất theo Điều 62, có nghĩa là thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp, tái định cư doanh nghiệp. Các ý kiến tại buổi làm việc cơ bản nhận định nghị quyết số 43 đã phát huy được hiệu quả giúp tỉnh Hưng Yên có sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng cần xác định rõ mức độ, góc độ hiệu quả cụ thể của nghị quyết này mang lại. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đi sâu, đánh giá, phân tích những khó khăn trong việc triển khai một số dự án quan trọng quốc gia và dự án thuộc chương trình hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Kết luận buổi làm việc, trưởng đoàn Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh đây là cuộc giám sát tối cao của Quốc hội nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của nghị quyết số 43, một quyết sách chưa từng có nhằm cung cấp cơ chế, chính sách và nguồn lực để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế sau đại dịch COVID-19. Đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết số 43 tại tỉnh Hưng Yên, đoàn giám sát cũng yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung, bổ sung thêm số liệu cụ thể và đẩy nhanh tiến độ hai dự án có vốn thuộc chương trình hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao những cái kết quả mà các đồng chí đã thực hiện được khi mà thực hiện nghị quyết 43. Thì các đồng chí đã thực hiện được cái giảm thuế giá trị gia tăng của cả 2 năm đạt là 3.880,6 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay các chương trình chính sách trong 2 năm là 597,5
1,764 triệu đồng. Hai chính sách về giảm thuế và tổng số cho vay là chúng ta thực hiện tương đối đạt kết quả khá là tốt. Chúng tôi cũng đề nghị là đánh giá thêm về tác động của các chính sách miễn giảm thuế đối với người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Đối với chính sách đầu tư và phát triển hạ tầng thì Hưng Yên là có hai dự án sử dụng vốn của chương trình phục hồi trên địa bàn của tỉnh. Thì hiện nay các dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai bố trí vốn. Thì chúng tôi cũng đề nghị là các đồng chí bằng nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ theo cái quy định tại nghị quyết số 110 mà đã gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2024 để đảm bảo hiệu quả của dự án. Trước đó, đoàn giám sát của Quốc hội đã đi tìm hiểu thực tế việc triển khai dự án quan trọng quốc gia đường vành đai 4 tại huyện Văn Lâm và công trình xây dựng trạm y tế xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang có vốn đầu tư thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ngày 8 tháng 3, chi bộ thôn Trịnh Xá, Đảng bộ xã chỉ đạo huyện Văn Lâm tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Dự sinh hoạt chi bộ có đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Chi bộ thôn Trịnh Xá có 45 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên được miễn sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, chi ủy thông tin về tình hình thời sự, văn bản mới của cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3. Các đảng viên tham gia các ý kiến đề nghị quan tâm đến phát triển đảng viên mới tại nông thôn, nâng cấp cải tạo một số tuyến đường giao thông nội đồng, quy hoạch bãi đỗ xe nhân dân trong thôn, công tác vệ sinh môi trường, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thông tin tới các đảng viên trong chi bộ về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị chi bộ thôn Trịnh Xá cần tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ, duy trì nề nếp sinh hoạt. Đảng viên trong chi bộ cần nâng cao tinh thần phê bình, tự phê bình, phát huy vai trò của các đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 45 về thực hiện giảm nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2024. Theo đó, phấn đấu năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 0,66% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Dự kiến các chỉ tiêu cần đạt được về giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như chiều thiếu hụt về việc làm 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. Chiều thiếu hụt về nhà ở 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây mới, sửa chữa được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Chiều thiếu hụt về y tế 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Chiều thiếu hụt về nước sạch và vệ sinh 88% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt, hợp vệ sinh 84,65% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Cùng với đó là thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo khác như phát triển giáo dục, tạo việc làm, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nước sinh hoạt và vệ sinh. Thay đổi tích cực trong hoạt động chính quyền theo hướng gần gũi, thân thiện, phương pháp và cách tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử có nhiều chuyển biến và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân là những kết quả nổi bật từ mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp mang lại sau một năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Xã Phạm Ngũ Lão là đơn vị được lựa chọn làm điểm triển khai mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp của huyện Kim Động vào ngày 6 tháng 3 vừa qua. Kinh nghiệm từ các địa phương đi trước đã được đúc rút. Những tồn tại hạn chế được Ban dân vận tỉnh ủy chỉ ra và khắc phục giúp cho việc triển khai mô hình tại đây có nhiều thuận lợi. Mỗi cán bộ công chức chủ động tiếp thu, học hỏi và triển khai mô hình theo đúng tinh thần hướng dẫn. Trước đây là chính quyền hành chính, bây giờ sang chuyển sang chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, nên cán bộ công chức cũng đã tự cập nhật các kiến thức, các nghiệp vụ chuyên môn với thái độ liềm lở, vui vẻ và nhiệt tình hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp để giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng và kịp thời. Mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp được triển khai từ tháng 3 năm 2023 ở 6 xã điểm, đến nay đã lan tỏa và được nhân rộng ra 23 mô hình.
với nội dung trọng tâm hướng đến đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc, từng bước chuyển đổi từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ hướng dẫn, vận động, thuyết phục, bảo đảm sự hài lòng của người dân. Mô hình đã thực sự phát huy tính hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương thông qua những kết quả cụ thể. 100% số hồ sơ, thủ tục hành chính, đề nghị của công dân được giải quyết nhanh gọn, trong đó có 85% số hồ sơ được giải quyết trước hạn. Mức độ hài lòng của người dân về cải cách hành chính đối với mô hình đạt 92%. Đối với nội dung văn minh, văn hóa công sở của Ủy ban Nhân dân cấp xã đạt 96%, chế độ tiếp dân được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ công chức, cán bộ, người đứng đầu thực hiện nghiêm quy định chuẩn mực, đem đến sự vui vẻ, hài lòng của người dân. Cơ sở vật chất, hệ thống khẩu hiệu, niêm yết thủ tục hành chính, môi trường công sở, văn minh, hiện đại tạo ấn tượng tốt đối với công dân khi đến giao dịch. Mô hình đã giúp cho chính quyền cơ sở chuyển từ chính quyền hành chính sang chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, và nó đã góp phần quan trọng xây dựng cái đội ngũ cán bộ công chức nhà nước chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ người dân một cách tận tình để xây dựng một cái nền cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ. Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy tổ chức thực hiện và nhân rộng mô hình, đồng thời chú trọng quan tâm đến công tác bồi dưỡng, hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ công chức bộ phận một cửa và nguồn kinh phí nâng cấp, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện mô hình, qua đó phát huy hiệu quả tối đa, hướng đến mục tiêu chung về cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Những ngày qua, mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng trên công trường đường vành đai 4, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, đơn vị nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng đường song hành. Qua ghi nhận, không khí lao động trên công trường đường vành đai 4 diễn ra sôi động và khẩn trương. Hiện nhà thầu đã huy động trên 100 nhân sự với hơn 60 đầu máy móc, thiết bị chia làm nhiều mũi để thi công các hạng mục theo kế hoạch. Đến thời điểm này, tiến độ thi công đã đào nền được 6 trên 7 km, có mặt bằng thi công, lắp cát được trên 200.000 mét khối. Thi công bức thấm được 150.000 trên 450.000 mét khối. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công các đoạn tuyến có mặt bằng sạch, ưu tiên các đoạn xử lý đất yếu và công trình trên tuyến, đặc biệt là các công trình cầu đang tìm cách tiếp cận vào các vị trí cầu sông đồng quê. Dự án cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng có tổng mức đầu tư là 250 tỷ đồng trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang được đẩy nhanh thi công. Dự án được thi công từ khu vực Dốc Lã đến Dốc Đá thành phố Hưng Yên, kết hợp làm đường giao thông, chiều dài khoảng 8,6 km, chiều rộng mặt đê kết hợp đường giao thông 9 m, đường theo quy mô cấp 4 đồng bằng, kết cấu áo đường bê tông nhựa, đồng thời cải tạo hai cửa khẩu Hùng Cường và Minh Khai. Dự án được khởi công ngày 8 tháng 12 năm 2013 và ngày hoàn thành vào cuối năm 2015. Đến nay, sau 90 ngày thi công, đơn vị thi công đã thực hiện đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng. Hiện nay, chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu tích cực triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn chống lũ trong mùa mưa bão năm 2014. Đây là dự án tăng cường khả năng chống lũ cho tuyến đê tả sông Hồng, mở rộng mặt đê để tạo đồng bộ tuyến đường giao thông trên mặt đê, tăng cường kết nối giữa các trục giao thông quan trọng của tỉnh và của các huyện, thành phố, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt, đồng thời tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Hưng Yên và các địa phương lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động và vận dụng linh hoạt các biện pháp, nên sau 2 năm thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, huyện Yên Mỹ đã giải phóng mặt bằng được trên 550 ha. Trong đó, năm 2022 giải phóng mặt bằng được 20 dự án, năm 2023 giải phóng mặt bằng được 33 dự án với diện tích trên 550 ha, tập trung chủ yếu là các khu cụm công nghiệp, dự án đô thị, khu dân cư. Đặc biệt trong 2 năm qua, huyện đã hoàn thành và đang triển khai nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, của huyện như dự án đường vành đai 4, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường DT376, DT382B nhánh phải. Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận được trên 300 dự án đầu tư trong nước và trên 160 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ giải phóng mặt bằng, các dự án còn lại huyện Yên Mỹ đang tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương triển khai các dự án, công khai, minh bạch, giải thích, làm rõ những thắc mắc, kiến nghị của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng.
Thời gian qua, các địa phương tại huyện Phù Cử đã triển khai xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, khiến diện mạo huyện dần thay đổi. Để có được nguồn vốn trên, huyện và các xã trong huyện đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tích cực đẩy mạnh tạo nguồn từ đấu giá đất dặn dần. Cuối năm 2013, xã Bình Tân về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí tổ chức sản xuất. Để có được thành quả trên, từ năm 2021 đến nay, xã đã triển khai 5 đợt đấu giá đất tại khu dân cư mới thôn Duyệt Lễ với khoảng 3 hectare, đã bán được 163 suất, thu được 120 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, xã đã triển khai xây dựng nhiều công trình hạng mục như trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, trạm y tế xã, hệ thống đường nội đồng. Trước đây trường, rồi trạm xá, rồi kể cả đường đi lại trong xóm trong thôn phải nói rất chặt hẹp khó khăn. Năm nay tôi thấy thôn Duyệt Lễ hay thôn Nghĩa Vũ dần tiến nữa thì phải nói là cái mức độ cái thay đổi đường là nó rất là lớn, thanh thang và rộng. Thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng thôn mới thì chúng tôi được tạo điều kiện trong cái việc làm cái hạ tầng để bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm ở nhà ở, tạo một cái nguồn vốn rất là lớn trong cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong thời gian vừa rồi thì toàn bộ cái hệ thống hạ tầng của liên quan đến điện, đường, trường, trạm là chúng tôi hoàn thiện tương đối ổn định. Từ năm 2020 đến nay, thị trấn Trần Cao đã tổ chức 4 đợt đấu giá tại khu dân cư số 6, thu được 160 tỷ đồng. Có được nguồn vốn trên, thị trấn đã đầu tư triển khai nhiều cơ sở hạ tầng, tiêu biểu như trường mầm non Trần Cao, trị giá 70 tỷ đồng, trạm y tế khoảng 13 tỷ đồng, trụ sở công an thị trấn gần 14 tỷ đồng. Thị trấn Trần Cao phấn đấu năm 2025 sẽ về đích đô thị văn minh. Đây là tiêu chí để huyện Phù Cử về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đến ngày hôm nay thì đúng là chúng tôi cũng có một cái niềm vui, là cảm nhận nó xứng đáng là những người công dân đang được ở trong một thị trấn. Chỉ tính riêng năm 2023, toàn huyện Phù Cử đã thu trên 530 tỷ đồng từ đấu giá đất. Từ nguồn vốn trên, huyện đã phân bổ nguồn vốn để các địa phương tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, qua đó góp phần thay đổi diện mạo địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo tiền đề để huyện Phù Cử hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Ngày 8 tháng 3 tại di tích quốc gia khu lưu niệm Tô Hiệu, thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Hội khuyến học huyện Văn Giang tổ chức trao học bổng Tô Hiệu tặng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, các đại biểu và học sinh dâng hương tưởng nhớ nhà cách mạng liệt sĩ Tô Hiệu, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của ông qua các thước phim tư liệu và tham quan không gian trưng bày tại nhà lưu niệm. Hội khuyến học tỉnh trao 50 suất học bổng tặng cho học sinh nghèo vượt khó tại các trường học trên địa bàn các huyện Khói Châu, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng được trích từ quỹ khuyến học khuyến tài Tô Hiệu tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp này, Hội khuyến học huyện Văn Giang cũng trao 80 suất học bổng tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập tại các trường học trên địa bàn huyện. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng được trích từ quỹ khuyến học khuyến tài Tô Hiệu huyện Văn Giang. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa được tổ chức thường niên nhiều năm nay của quỹ học bổng Tô Hiệu các cấp nhằm động viên, chia sẻ với các em học sinh và gia đình, tiếp thêm cho các em động lực để tiếp tục cố gắng phấn đấu trong học tập, vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 142 vụ tai nạn giao thông, làm 44 người chết, làm bị thương 138 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 54 vụ, tăng 31 người chết và tăng 36 người bị thương. Riêng tháng 2 năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và làm 88 người bị thương. Trong đó, huyện Kim Động xảy ra nhiều nhất với 16 vụ, huyện Ân Thi xảy ra 8 vụ. Tiếp đó là các huyện Yên Mỹ, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, mỗi địa phương xảy ra 7 vụ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện không quan sát, lấn làn, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh và các địa phương cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tiềm ẩn tai nạn giao thông. Các tuyến đường giao thông nông thôn xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, chạy quá tốc độ quy định. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.